Ngày hôm nay 15 tháng 12, không khí lạnh đã bao trùm toàn bộ miền Bắc, khiến nền nhiệt độ giảm sâu. Lại cộng thêm mưa phùn nhỏ, khiến cảm giác rét mướt rõ hơn ngày hôm qua. Nhiệt độ thấp nhất đo được có điểm vùng núi đã xuống đến 8 độ C. Dù vậy thì đây chưa phải là đợt rét nhất từ đầu mùa. Sáng nay nền nhiệt độ toàn miền Bắc đồng loạt giảm mạnh khoảng 5 đến 6 độ C. Trong đó Mẫu Sơn của Lạng Sơn thấp nhất là 8 độ C, Sapa ở Lào Cai, Đồng Văn ở Hà Giang là 10 độ C, Trùng Khánh, Cao Bằng dưới 14 độ C. Tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, sáng nay trời âm u kèm mưa nhỏ, nhiều người cảm nhận rét buốt hơn. Hầu hết trạm khí tượng ghi nhận mức nhiệt độ thấp nhất là 16 độ C, riêng Láng 17 độ C. Đợt rét kéo dài trong 2 ngày nữa và ngày mai là ngày rét nhất. Chuyên gia khí tượng khuyên mọi người nên mặc áo ấm trước khi ra đường, nhất là người già và trẻ em. Sau đó thời tiết khô hanh khi nắng xuất hiện trở lại. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt rét đậm rét hại đầu tiên sẽ đến sớm hơn trung bình nhiều năm, khả năng sẽ rơi vào đợt Noel sắp tới. Hôm nay tiếp tục là một ngày mệt mỏi với người dân miền Trung khi phải vật lộn đối phó với mưa lũ. Thậm chí nước lớn đổ về trong đêm khiến nhiều gia đình trắng tay vì không kịp thu dọn đồ đạc tài sản. Số người thiệt mạng đã tăng lên con số 4 trong đợt này, ghi nhận tại các địa phương chịu nhiều thiệt hại. Mưa lớn, hàng loạt thủy điện phía thượng nguồn xả lũ khiến nước dâng cao trong đêm qua, làm người dân ven sông Vu Gia ở tỉnh Quảng Nam khốn khổ chạy lũ. Ít nhất đã có một người tử vong là ông Châu Thịnh ở xã Bình Nam, huyện Thăng Bình. Ở phía cửa sông, phố cổ Hội An hôm nay đã bị ngập nặng khiến nhiều du khách ngỡ ngàng. Còn với người dân Hội An thì đây đã là lần thứ ba lũ kéo về làm ngập nhiều tuyến phố nhưng không gây ra thiệt hại đáng kể gì. Không khí lạnh gây mưa khiến thành phố Huế ngập nặng trong ngày hôm nay. Tình hình còn nghiêm trọng hơn ở các vùng trũng thấp, nhất là ở huyện Quảng Điền, khi có 7 trên 11 xã, thị trấn bị ngập đến 0,7 mét. Lúc này cũng ghi nhận một người chết. Để đảm bảo an toàn thì toàn trường học trên địa bàn ở những khu vực ảnh hưởng đã cho học sinh nghỉ học. Còn tại Bình Định, tình hình mưa lũ cũng rất nguy cấp khi nhiều hồ đầy tràn, nước đã dỉ thấu qua thân đập. Hiện trên địa bàn có 166 hồ chứa, đa phần được xây dựng những năm 80, nên mưa lớn kéo dài đã gây ra hiện tượng thẩm thấu qua thân đập, nước chảy về hạ lưu. Hiện nay, người dân 26 xã bị cô lập do nước lũ đang chờ được cứu trợ khẩn cấp. Ở Phú Yên, lũ đổ ra các cửa sông rất mạnh, gây nguy hiểm cho nhiều tàu thuyền. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh này đã triển khai các lực lượng đến các khu vực xung yếu và đã cứu được 4 ngư dân, đồng thời phối hợp tổ chức di rời, sơ tán 600 hộ dân đến nơi an toàn. Đêm qua 14 tháng 12, nhiều khu vực ở tại thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục ngập sâu bởi ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cộng với đợt chiều cường xuất hiện cùng một lúc. Và trong khi các cơ quan chức năng vẫn đang loay hoay để tìm biện pháp ứng phó, thì có vẻ như người dân thành phố đã quá quen nên bình thản đối phó với ngập. Trong căn nhà bị bẫm lội nước, đời bà Nguyễn Thị Công chứng kiến không biết bao nhiêu lần triều cường lên xuống. Nhưng năm nay, bà thật sự lo lắng vì triều cường đi kèm với áp thấp nhiệt đới sẽ khiến nước dâng cao hơn, tràn cả vào nhà xe khi cường chỉ mới xuất hiện gần một tiếng. Lo chứ, sợ lắm. Lớn hơn mỗi năm luôn, nhà giờ vô luôn nè. Đã nhiều năm sống chung với triều cường, nhiều hộ dân tự bảo vệ nhà mình bằng cách nâng nền nhà. Nhưng đã nâng nền nhà rồi vẫn bị ngập nước do mực nước lên xuống ngày càng thay đổi thất thường. Năm nay nước ngập cao hơn so với những năm trước. Nhưng mà đều có cái là áp thấp nhiệt đới như này, nhưng mà bữa nay thì nó không mưa thì nó đỡ. Còn nếu có mưa nữa thì nó ngập cao lên. Thì nói chung là tôi cũng lo lắng lắm đó. Vừa áp thấp nhiệt đới mà vừa chiều cường lên nữa thì đi tới đi lui đồ này kia, đi làm ăn mà kia nó hơi khó khăn đó. Mưa từ khuya vậy tới chiều tối đó hết mưa, mà cũng không hết mưa, mưa tới đêm rồi tới ngày luôn. Trên các tuyến đường, người dân thật sự gặp nhiều khó khăn khi di chuyển. Đếm không hết những phương tiện bị chết máy, hư hỏng do cố gắng vượt qua ngập. Cách ứng phó ở đây là thuê xe ba gác vận chuyển qua vùng ngập với giá từ 30 đến 50 ngàn đồng trên một lượt. Ở nơi ngập sâu nhất thành phố Hồ Chí Minh tối qua là đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè. Những người lái xe ba gác có thể thu được vài triệu nhờ dịch vụ vận chuyển này. Sinh hoạt của người dân quay trở lại bình thường. Và theo dự báo, mấy ngày nữa, triều cường sẽ vượt mức báo động 3. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này xuất hiện vào ngày 17 đến ngày 18 tháng 12. Nên những hình ảnh này của người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ vẫn còn tiếp tục diễn ra.
đường đâu có làm cái gì đâu, cũng y hình như ai vậy. Một phụ nữ sống tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình vừa thoát chết một cách hy hữu khi chị bị vỡ thai do chửa ngoài tử cung. Điều đáng lưu ý trong câu chuyện này là các bác sĩ đã lập một phòng mổ dã chiến với những trang thiết bị thô sơ nhất tại ngay chính căn gác xếp nhỏ của bệnh nhân. Cụ thể câu chuyện cấp cứu ly kỳ này đã diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận của nhóm viên kênh VTC14. Sau ca phẫu thuật hy hữu tại nhà, sức khỏe của chị Giang Thị Tuyết Minh đang dần hồi phục. Dù da còn nhợt nhạt, nhưng mọi chỉ số của sự sống như huyết áp, nhịp thở đều đã bình thường trở lại. Đối với các bác sĩ vừa tham gia ca phẫu thuật, chị như người trở về từ cõi chết. Thì có thể nói là đây là một cái trường hợp rất là hy hữu, bệnh nhân nặng mà chúng tôi rất ít khi gặp. Và nhưng mà sau qua một cái giai đoạn cấp cứu như thế thì đến bây giờ chúng tôi có thể khẳng định được là bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch. Nếu không có gì thay đổi thì khoảng 4 đến 5 ngày nữa chúng tôi hồi sức thêm cho bệnh nhân để ổn định sức khỏe là có thể ra viện được. Đêm ngày 13 tháng 12, Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình nhận cuộc điện thoại báo cấp cứu chị Giang Thị Tuyết Minh, 46 tuổi, đang mang thai bị đau bụng dữ dội. 7 phút sau, một xe cấp cứu được điều đến nhà chị Minh và sau đó là các xe chi viện. Chị Minh bị vỡ khối thai chửa ngoài tử cung nên bắt buộc phải mổ cấp cứu ngay tại chỗ chứ không được vận chuyển vì dễ gây ra máu ổ ạt khiến bệnh nhân trụy mạch, tử vong. Em cũng bàng hoàng vì bệnh nhân đang nằm bất động và nhìn thấy là da niêm mạc nhợt nhạt lắm mà bụng thì trướng căng, lúc đấy bắt mạch thì không bắt được, huyết áp thì cũng không đo được. Nơi ở của chị Minh là căn gác xếp chỉ rộng 9m2, nằm trên tầng 3. Lối cầu thang đi lên nhỏ hẹp, cổng tối tăm, ọ bẹp, không đủ ánh sáng. Thế nhưng không gian này lại trở thành phòng mổ dã chiến đêm ngày 13 tháng 12. Huy động các em sinh viên là mượn bàn rồi mượn một ít cái đèn học của em sinh viên. Rồi là mất các cái dây điện để kéo vào để mà làm thành một cái phòng mổ, gọi là phòng mổ như phòng mổ dã chiến, gọi là để treo đèn lên và kết hợp cả ánh sáng của điện thoại di động thì mới quan sát được. Ca mổ huy động tới vài kiếp trực của Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Các bác sĩ khi được huy động đã ngay lập tức lái xe máy đến nhà bệnh nhân vì chỉ chậm khoảng 10 phút là bệnh nhân sẽ tử vong. Đây không chỉ là sự phối hợp nhanh, chuẩn xác của những người làm chuyên môn mà còn là sự chung tay của những bác sĩ hết mình vì bệnh nhân cùng quyết tâm giành giật sự sống. Và cái bắt tay này không phải y tế tuyến cơ sở nào cũng có thể làm được. Trước tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng diễn biến nghiêm trọng, Sở Thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất chuyển nhiều tuyến đường chính của thành phố trở thành đường một chiều. Các tuyến đường này bao gồm Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, Lê Quang Định, Phan Văn Trị, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch. Sở Thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phần lớn các tuyến đường đề xuất lưu thông một chiều trên có lượng xe đông, thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm, nguy cơ xảy ra ách tắc giao thông bất cứ lúc nào nếu có va quẹt xe chết máy. Vì vậy, việc tổ chức lưu thông một chiều sẽ làm giảm giao cắt, tăng khả năng thông hành của tuyến đường so với việc tổ chức lưu thông hai chiều trên cùng mặt cắt ngang đường. Còn ở Hà Nội thì một trong những giải pháp đang được kỳ vọng là góp phần giảm ùn tắc giao thông là hệ thống xe buýt nhanh BRT. Vào ngày hôm nay 15 tháng 12, nhiều người dân đã đến bến xe Kim Mã với hy vọng được đi thử lần đầu tiên phương tiện xe buýt nhanh. Vậy nhưng các hành khách đã nhận được sự thất vọng khi mà lãnh đạo Trung tâm Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng Hà Nội cho biết, ngày hôm nay các tài xế chỉ làm quen với xe, tập chạy khớp nối kỹ thuật với nhà chờ ở trong bến xe, chứ chưa chạy thử nghiệm ở ngoài đường. 8 giờ 30 phút tại bến xe khách Kim Mã, vắng hoe người. Trong bến chỉ có duy nhất một chiếc xe buýt BRT nhưng lại không đủ điều kiện để lưu hành ra ngoài đường vì chưa được đăng ký đăng kiểm. Mong muốn là khách đầu tiên được đi thử xe buýt nhanh, nhiều hành khách đã bất chấp mưa rét lặn lội từ sáng sớm lên bến xe Kim Mã.
chắc chắn là sẽ hơn cái loại xe buýt kia. Thì chưa đi nhưng mà tôi thấy hôm nay đi xin nghỉ, ý đồ nguyện vọng thôi là khả năng là như thế, còn thực tế thì chưa biết. Về Lê Văn Lương thì nói chung là nó là cửa ngõ và hai bên rất nhiều nhà qua tầng cao tầng, mà nó cửa ngõ từ trung tâm ra ngoại ô, các loại phương tiện nghĩa là ùn tắc khủng khiếp, hàng ngày đi cũng đã ùn tương đối rồi, nhất là qua các nút đấy, qua các nút mà BRT thì chạy là rất là nghênh ngang ở giữa đấy, thì tin rằng là cũng bước đầu cũng khó khăn đấy. Để ông hiểu có đạt được cái kỳ vọng của cái dự án hay không. Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Hà Nội, sở dĩ phải chuyển ngay chạy thử nghiệm, ngoài lý do phương tiện chưa đủ điều kiện lưu thông, còn do hạ tầng giao thông kết nối nhà chờ chưa được đồng bộ. Quan trọng hơn, hiện lái xe mới chỉ đang tập vào hình để hệ thống có thể kết nối mở cửa. Trung tâm này khẳng định 3 ngày nữa sẽ chính thức chạy thử nghiệm và không thu phí trong 3 ngày. Từ ngày 18 đến ngày 20 thì chúng ta bắt đầu có thể vận hành trên tuyến. Đấy, thế thì đó là đầu trên tuyến thì sẽ chủ yếu vận hành vì nó có kiểm tra kỹ thuật là chính, thì sẽ cố gắng vận hành vào những cái khung giờ thấp điểm. Vừa tiếp nhận cái hệ thống nhà chờ với cái hiện trạng hiện nay, và nhà chờ thì cũng đang được phía ban quản lý dự án của sở tiếp tục hoàn thiện các hạng mục khác về trang thiết bị công nghệ. Tuyến buýt nhanh BRT chính thức đưa vào khai thác ngày 1 tháng 1 năm 2017 theo lộ trình bến xe Yên Nghĩa, quốc lộ 6, Ba La, Quang Trung, quận Hà Đông, Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Giảng Võ, Giang Văn Minh, bến xe Kim Mã, với tổng thời gian lưu thông là 45 phút một lượt, chậm hơn 8 phút so với thiết kế do hạ tầng không đảm bảo. Hiện nay còn rất nhiều người vẫn chưa mua được vé tàu để về quê đón Tết. Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên, thì ngoài cổng ga Sài Gòn, nguồn vé từ các cò vé rất phong phú. Trái ngược với tình trạng khan hiếm vé trong nhà ga, thì chợ vé của các cò mồi lại rất nhộn nhịp tại cổng ga Sài Gòn. Với mỗi vé bán ra thì cò vé thu thêm phí dịch vụ là từ 200 đến 400 ngàn đồng một vé. Trong những ngày qua, chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp người dân mua vé tàu giả từ các đối tượng chợ đen cò mồi. Cụ thể, ngày 13 tháng 12, phát hiện trường hợp chị Trần Thị Kim Oanh mua phải hai vé giả đi chặn Sài Gòn, Hà Nội trong dịp Tết Nguyên Đán thông qua một đại lý vé máy bay. Qua kiểm tra, hai vé tàu trên không trùng khớp thông tin với người đi tàu. Thì là chị ra Sài Gòn và Sài Gòn hết vé. Tôi có mua một vé tàu, hai vé giường nằm tầng 1 ở ngoài đại lý ở ngay cửa ga. Giá vé là 1.795.000 cộng với thêm 200.000 tiền dịch vụ. Và xong tôi có lên mạng kiểm tra là không có, thì tôi có ra ga Sài Gòn kiểm tra lại hai cái vé tàu đấy thì là nhà ga nói là hai vé tàu là hai vé giả. Và đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng vé giả. Trong vai người đi mua vé tàu Tết tại ga Sài Gòn, phóng viên VTC14 đặt hai vé đi Hà Nội trong thời gian bất kỳ, từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 1, nhưng nhân viên nhà ga khẳng định không còn. Bây giờ nó có ngày 29 âm lịch, tức là ngày 26 tây tháng 1 còn trước ngày 29 tháng 1 thì từ ngày 20 tây tháng 1 tới ngày 26 tháng 1 là không còn. Trái ngược với bên trong nhà ga, ngoài cổng cò vé chào mời hành khách với lượng vé phong phú. Tiếp cận khách hàng ngay khi vừa đến cửa, hoặc đợi ai không mua được vé trong ga, sẽ đến giao bán vé mà nhà ga thông báo đã hết. Lực lượng cò mồi này luôn khẳng định vé của họ là vé thật và chính tên 100%. Nhưng bây giờ con muốn lấy vé ngày 24, ngày 25 chú có không? Có, 24 đó. Chú làm cái gì không được. Chú nó đi cái hệ tàu này, nó họp đây, nó báo nó dư 3 ghế, 4 ghế cho chú. Chú đang nói với con là giá chính thức của trường ra. Dạ. Chú không nói vì cái giá vé bao nhiêu là con có đóng tiền của nhà nước là bấy nhiêu. Con lấy nằm á, thì con đăng ký nằm, con lấy ngồi, con đăng ký ngồi. Giao vé, con lên tàu, đúng vé, đúng giường, con trả tiền. Cũng có vé nhưng mà chợ đen có kêu có mời mua vé, nhưng mà chị nói là chị mua vé rồi, vé hôm nay đi. Vậy nên chị không có mua. Thấy lúc mua vé với lúc lên tàu á, có nhiều trường hợp là nhân viên không có check cái vé. Nghĩa là làm cho cái kiểu là người ta chỉ cần có vé đi thôi, dơ vé ra, có khi không check vé nữa. Nên cái tình trạng cò vé thì do cái việc này nên làm cho cái tình trạng cò vé vẫn còn. Câu hỏi được đặt ra là nguồn vé chợ đen được lấy từ đâu và việc buôn bán thậm chí là lừa đảo của các cò vé cứ đến hẹn lại lên một cách công khai thì tại sao cơ quan chức năng lại không thể xử lý? Ai cũng biết là túi ni lông có hại cho môi trường,
nên những năm gần đây thì có rất nhiều cuộc vận động người dân hạn chế dùng túi ni lông khi đi chợ. Nhưng xem ra việc thay đổi thói quen của người tiêu dùng không phải là việc dễ, khi mà số liệu công bố mới đây của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, mỗi ngày người dân thành phố lớn nhất nước sử dụng tới 9 tấn túi ni lông khó phân hủy. Trong 9 tấn túi ni lông được sử dụng thì có tới 80% được sử dụng tại các chợ truyền thống. Việc sử dụng túi ni lông được xác định là do thói quen của người mua và bán. Tuy nhiên, nếu không có giải pháp thu gom và xử lý đúng hoặc biện pháp khuyến khích nhà sản xuất, phân phối, sử dụng bao bì tự hủy thân thiện với môi trường, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đối diện với nguy cơ ô nhiễm môi trường lớn từ túi ni lông. Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, các sản phẩm thay thế như túi thân thiện với môi trường, bao bì tự hủy hiện có giá thành sản xuất cao hơn nhiều so với túi ni lông. Điều này đã tạo rào cản không nhỏ cho doanh nghiệp trong quyết định nói không với túi ni lông. Phần lớn các hồ ở nội thành Hà Nội đều đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, trong đó có cả Hồ Gươm. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa cho biết sẽ chi 500 triệu đồng để làm sạch nước Hồ Gươm bằng công nghệ của Đức, tiết kiệm tới 11 lần so với phương án trước kia. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết việc cải tạo nước Hồ Gươm đã được thành phố chuẩn bị trong 8 tháng. Nếu theo phương án cũ, để làm sạch nước hồ mất 6 tỷ, còn phương án mới sử dụng chế phẩm redoxy 3C chỉ cần 500 triệu đồng. Trước đó thì công nghệ mới này cũng đã được thí điểm ở một số hồ. Các chuyên gia của Đức cũng đã khảo sát Hồ Gươm và lấy 126 mẫu nước để nghiên cứu. Cùng với làm sạch nước thì Hà Nội cũng sẽ thay toàn bộ gạch lát xung quanh hồ bằng đá tự nhiên, bổ sung các ghế thành hình vòng tròn quây quanh các gốc cây, bố trí cây nước tự động phục vụ nước sạch cho người dân. Dự kiến sau khi xử lý xong nước Hồ Gươm, Hà Nội sẽ xử lý ô nhiễm trên diện rộng các hồ. Trong quý 1 năm 2017 sẽ xử lý toàn bộ hồ ở ngoại nội thành. Thưa quý vị, trận hạn hán lịch sử đầu năm 2016 đã qua, nhưng nước sạch, vệ sinh vẫn đang là nỗi khổ kéo dài của nhiều người dân nghèo ở các địa phương chịu thiệt hại nặng do thiên tai. Câu chuyện vừa được chúng tôi ghi nhận ở huyện Bắc Ái của tỉnh Ninh Thuận. Xách nước từ dưới sông về phục vụ sinh hoạt của cả gia đình, đó là công việc hàng ngày của người phụ nữ này. Cả gia đình 5 người không hề có nước dự trữ. Nước uống còn thiếu, nên nước cho trồng trọt lại càng khó khăn. Trong đợt hạn hán khủng khiếp hồi đầu năm 2016 ở Ninh Thuận, ruộng ngô của gia đình gần như chết khô, chẳng còn gì để dự trữ đến mùa sau. Anh Thành Ngọc Tài đang nấu bữa tối cho cả nhà. Gọi là bữa tối, thực ra là một nồi canh rau không người lái. Còn cô con gái chỉ có bát cháo trắng. Thiếu ăn, thiếu nước sạch, bé suy dinh dưỡng nghiêm trọng. 3 tuổi mà chỉ nặng bằng em bé 1 tuổi rưỡi. Nỗi khổ về nước sinh hoạt của gia đình anh Tài mới chỉ bắt đầu được cải thiện từ tháng 11 khi được hỗ trợ xô nước và gói lọc nước để nhà anh có nước uống cả ngày, an toàn mà không phải đun nấu. Đây là một trong các hoạt động của dự án hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long do UNICEF và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai với tổng ngân sách 4 triệu đô la Mỹ. Từ tháng 8 đến nay, hàng trăm kiện hàng cứu trợ gồm túi lọc nước, viên khử khuẩn, gói thực phẩm điều trị cho trẻ suy dinh dưỡng, viên uống đa vi chất cho phụ nữ mang thai và đang cho con bú đã được chuyển đến người dân nghèo ở 10 tỉnh chịu thiệt hại nặng từ đợt hạn hán và xâm nhập mặn kỷ lục đầu năm. Chính phủ Việt Nam đang rất nỗ lực để giảm thiểu rủi ro thiên tai. Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng tránh rủi ro thiên tai và mong muốn đồng hành với Việt Nam trong việc giảm thiểu những ảnh hưởng của thiên tai đến đời sống của người dân, nhất là trẻ em. Hưởng ứng lời kêu gọi của Việt Nam và Liên Hợp Quốc, chính phủ Nhật Bản đã viện trợ không hoàn lại khẩn cấp 2,5 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam nhằm giúp người dân giải quyết các vấn đề nước sạch, vệ sinh và dinh dưỡng. Đến đầu tháng 12, đã có khoảng 240.000 người dân khắp cả nước nhận được hỗ trợ từ dự án. UNICEF sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực hỗ trợ về giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm. Chúng tôi không chỉ chú trọng các lĩnh vực y tế, giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường, mà cả lĩnh vực an sinh xã hội vì an sinh xã hội rất quan trọng trong việc tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai. UNICEF cũng đang hợp tác với chính phủ Việt Nam trong hoạt động nâng cao năng lực ứng phó của các địa phương trước các tình huống khẩn cấp khi xảy ra thiên tai. Tại Hội thảo Quốc gia về giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm diễn ra hôm nay tại Ninh Thuận, các chuyên gia đến từ 22 tỉnh thành và nhiều tổ chức quốc tế đã cùng thảo luận để xây dựng khung hợp tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam đến năm 2021. Trọng tâm của khung hợp tác là xây dựng bản đồ tình trạng dễ bị tổn thương, từ đó có kế hoạch phòng chống, đối phó và phục hồi sau thiên tai, giảm thiểu thiệt hại đối với người dân, nhất là trẻ em. Chúng ta phải có những cái biện pháp
mà huy động cái sự tham gia của cộng đồng, thúc đẩy khu vực tư nhân, thúc đẩy các cộng đồng địa phương, thúc đẩy các cái thành phần trong đó có trẻ em để hiểu biết, để chủ động ứng phó, giảm thiểu rủi ro và những cái giải pháp đảm bảo cái quyền của trẻ em được tiếp cận, như là tiếp cận với nước sạch, tiếp cận về dinh dưỡng v.v. Biến đổi khí hậu sẽ còn tiếp tục tác động mạnh mẽ tới Việt Nam. Các chuyên gia đều cho rằng chủ động ứng phó là cách tốt nhất để chính phủ và người dân phòng tránh thiệt hại do thiên tai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.